chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ngày đầu tiên của năm mới, năm Tân Sửu. Chắc là tất cả chúng ta đều có một cái kỳ nghỉ Tết đầm ấm bên gia đình. Và Covid lại có những cái diễn biến phức tạp. Và năm nay thì chúng ta sẽ tổ chức cái gặp mặt đầu năm theo hình thức online. Trước hết là thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo của tập đoàn xin gửi lời một lần nữa chúc Tết, chúc mừng năm mới đến với tất cả anh chị em SimChi của chúng ta. Chúc cho SimChi một năm mới, năm Tân Sửu với nhiều những cái phát triển mới, làm sao mà chúng ta sẽ đạt được các cái mục tiêu kỳ vọng trong chiến lược 5 năm 2021-2025 để trở thành cái công ty hàng tỷ đô la và công ty số. Thì cho phép tôi có một cái lời chúc Tết động viên đến tất cả anh em của chúng ta bằng một cái bài thơ mà chung năm mới, chào xuân mới của bác Hồ Chí Minh của chúng ta. Tôi làm mấy cái câu thơ bút che như thế này: năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến ắt càng thắng to, vì phát triển, vì phồn vinh, quyết cho Covid cút, quyết cho đối thủ nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào CMC, CMC sum họp xuân nào vui hơn, quyết thắng. Xin chào tất cả các bạn và chúc cho một cái xuân mới chúng ta có rất nhiều những cái may mắn và thành công.